Đại Minh Huyết Án tập 153 Ngày cưới của Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết được cử hành sau khi ân tố tố tỉnh lại được nửa tháng. Người có tính cuối cùng cũng thành quyến thuộc. Câu nói này đối với Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết quả thực là đúng. Phù họ Mạnh rộng lớn dưỡng ấy không chỉ có thêm một phu nhân. Quan trọng nhất là Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết cứ phải tương tư nhau nữa. Vợ chồng mới cưới. Chuyện ân ái tất không cần nhiều lời. Họ đóng cửa tiểu viện của mình cả ngày ở bên trong tỉnh tứ với nhau. Người bên ngoài vẫn phải làm xong chuyện của mình. Ở phù họ mạnh, ai lo việc nấy, không ai làm ảnh hưởng tới ai. Thêm nữa, vụ án ngô mẫn đã kết thúc. Thì ra sau khi hỉ hồng biết được chuyện của Đỗ Cầm và Ngô Mẫn từ miệng Lý Đức Phúc, đã cảm thấy giấc mơ mà bản thân mình có thể bước vào trại tên luộng Đức Phúc sắp thành hiện thực. Sau mới hồi suy tính kỹ càng, đã biết được Lý Đức Phúc hay tới y quán lấy một ít thuốc viên trị đau đầu về cho đỗ cầm Hỷ hồng và tình nhân ngày xưa là tiểu tứ thường được xong bèn giờ cho vào số thuốc ấy vốn muốn hại chết đỗ cầm ngờ đâu sau khi ngô vẫn làm hết chuyện xấu rồi bị hại chết Hỷ hồng và tiểu tứ bị giam vào ngục lý đức phúc và đỗ cầm mang theo những đứa con tiếp tục sống tháng ngày của riêng mình tất cả dường như không thay đổi nhưng sau khi kinh lịch một hồi hoạn nạn này, tình cảm của Đỗ Cầm và Lý Đức Phúc đã tốt hơn rất nhiều. Kết quả giám định thần nhân cho hay, con của Hì Hồng không phải là của Lý Đức Phúc, mà Lý Thiên Kiêu chắc chắn là con ruột của hắn. Kết quả tạm tạm, Mạnh Thiên Sở cũng coi như kết thúc được một mối tâm sự. Vào thời điểm Mạnh Thiên Sở và bộ dung huynh tuyết xì mề cuốn quýt, Hiệu Nặc lại dẫn theo Sải Mãnh và Liễu Nhi rời khỏi phủ mạnh, thúc ngựa ra ngoại thành một căn nhà tranh thấp bé, hàng rào gỗ đơn sơ, ngoài cửa có một gốc liễu trơ trọi rủ xuống. Gió bắc mặc sức thổi mạnh, căn nhà tranh ấy cơ hồ lung lay, trực đổ, khiến cho người ta không khỏi kinh hồn táng đảm. Hiệp đặc truyền mình xuống ngựa, nàng biết cưỡi ngựa từ nhỏ, hơn nữa còn cưỡi ngựa rất giỏi. Liệu gì không được như vậy? Dòng đường cảm thấy cơ thể như rã rời từng mạnh. Sai mạnh ân cần đỡ vợ của mình xuống ngựa, sau lần gã nói chuyện với mạnh thiên sở, thái độ của Hiểu Nặc với hai người bọn họ đã thay đổi. Thấy Liêu Nhi chật vật, Hiểu Nặc cảm thấy hơi có lỗi, bèn bước đến trước mà nói. Ta lại quên mất rằng, đàn bà con gái có nhiều người không biết cưỡi ngựa, hôm nay khó cho ngươi rồi. Lúc đi, ngươi nói cho ta một câu cũng được mà. Liêu Nhi vội nói, không sao đâu lục phu nhân, Liêu Nhi đâu có yếu ớt đến thế. Sai mãnh cũng cười nói, lục phu nhân, để nàng ấy cưỡi ngựa một chút cũng tốt, đâu thể ngày nào cũng ngồi kiệu hoặc xe ngựa được. Cẩn thận, tại thành cô nương béo mất. Liệu gì oán trách nói? Chàng mới béo ấy. Hiệu lạc thấy vợ chồng son ân ái như thế, không khỏi bật cười. Sau đó chỉ về phía nhà cỏ, nói với Sài Mãnh. Người chắc chắn là ở đây sao? Sài Mãnh gật đầu xác nhận. Lục phu nhân không nhầm đâu. Lần trước ta từng theo tứ phu nhân đưa làng trùng sang đây. Hiệu đằng gật đầu, đầy nhẹ, thấy cổng tre mở ra, bèn tiện thể đi vào sài mãnh và liễu nhi nhanh chóng đi theo đi đến trước cửa hiệu nàng còn chưa mở miệng đang nghe thấy từ trong phòng vang lên một tràng ho hiệu nàng ngoảnh đầu nhìn liễu nhi cô nàng kia hiểu ý bước lên gõ cửa có thể vì gió bên ngoài quá lớn nên người trong phòng không lên tiếng sài mãnh thấy vậy bèn lớn tiếng gọi lâm cô nương ta là sài mãnh đây cuối cùng trong phòng cũng có người nói chuyện sau một hồi thì mở cửa ra hiểu nặng tên lâm hiểu phàm đang tiểu tụy đứng trước mắt mình trong lòng vô thức dấy lên cơn chùa xót không biết phải nói gì mới đúng lâm hiểu phàm cũng chẳng ngờ hiểu nặc sẽ đến đây ngẩn ra một lúc vội khom người hành lễ hiểu nặc tiến tới đỡ nặng ta dậy lâm hiểu phàm lại lùi bước cúi đầu nói sài mãnh ai cho người dẫn lục phu nhân đến đây sài mãnh ngập ngừng chẳng biết nói thế nào hiểu nặc mỉm cười đáp hiểu phàm là ta tự muốn tới nghe nói Cô đường ốm nặng đã đỡ chút nào chưa lâm hiểu phàm cúi đầu đáp lục phu nhân mời về cho cẩn thận bệnh phong hàn của ta lấy cho phu nhân lại phiền ra hiểu nặc thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường hai cái ghế lấy một cái rương làm bàn cho tiện không có lấy một chậu than sự bốt giá không khỏi khiến người ta dựng tóc cái hiểu nặc xoay mình nói với sải mánh người đưa liễu gì ra ngoài đợi ta một lúc ta có lời muốn nói với hiểu phàm sài mạnh nghe xong dẫn điệu nhi ra cửa cót két đóng lại sau lưng hiệu nặc trong phòng nhất thời trở nên tối tăm hiệu nặc tự mình lấy một cái ghế ngồi xuống sau đó nói với lâm hiệu phạm tới đây ngồi đi lâm hiệu phạm không động đậy chỉ nói lục phu nhân có lời gì cứ nói là được hiệu phạm không dám ngồi hiệu nặc đáp được rồi thì tùy cô nương vậy hiệu nặc thấy trên lò lửa bên cạnh trường gỗ có một ấm thuốc trong đó vẫn còn một tia lửa Hiệu Nặc nói. Hiểu phàm, thiên sở bảo nàng đi, có phải là cô nương rất là oán ta không? Lâm Hiểu phàm nói. Hiểu phàm chỉ là một người hầu, chủ nhân bảo ta đi, ta không dám oán trách gì. Hiểu Nặc cười nói. Cô Đường nói thế chính là đang thầm oán ta đấy. Lâm Hiểu phàm không nói gì. Hiểu Nặc lại nói. Hai cô nương tới phủ tổng đốc với mẹ ta đi. Bà ấy một thân một mình, có cô nương đi theo, bà ấy cũng có bạn. Lâm Hiểu Phạm nói, không phải lão phu nhân đã tiến kinh rồi sao? Hiệu Nặc nói, tin tưng của cô nương cũng nhanh nhạy, nhạy lắm. Phải, bà ấy đã vào kinh rồi, nhưng vẫn sẽ quay lại, cho nên... Lâm Hiệu Phạm ngắt lời hiểu nặc Đà tạ ý tốt của lục phu nhân, không cần đâu. Hiệu Phạm không đi đâu cả, ở đây rất ổn. Hiệu Nặc nhìn quanh phòng rồi nói, Cô đường không cần phải bướng với ta, cô đường ở đây không tiễn chút nào. Ta và phu nhân của thiền sở chàng ấy sẽ không vì cô nương mà bỏ ta, cô được hiểu chứ? Lâm Hiểu Phạm đáp, ta không hề muốn tranh chấp với lục phu nhân. Hiểu nạc cười, cô nương tranh gì với ta cơ chứ? Cô nương có tư cách gì mà tranh với ta? Lâm Hiểu Phạm không nói gì, Hiểu Nặc tiếp lời, chẳng qua ta không muốn để cô nương tiếp tục chịu khổ ở đây, cho cô nương một cơ hội, phụ tổng đốc không kém phủ mạnh, cô nương biết chứ? Lâm Hiểu Phạm nói, đã tạ ý tốt của phu nhân, hiệu phàm nói rồi hiệu phàm ta không muốn đi đâu cả hiệu nặc đứng lên đến chỗ lâm hiệu phàm dằn giọng nói cô nương cho rằng cô nương sống ở đây thì thiên sở sẽ mềm lòng đón cô nương về ư ta cho cô nương hay chỉ cần Hiệu nặc ta không mở miệng cô nương chắc chắn không bao giờ về được cô nương có tin không lâm hiệu phàm nhắc mắt nhìn hiệu nặc nhẹ nhàng nói lục phu nhân ta biết lòng cô hiền lành lương thiện làm người rất tốt sẽ không làm khó một người phụ nữ không có chỗ dựa như ta. Này hiểu phàm đã rời khỏi phù họ mạnh, sẽ không làm phiền cuộc sống của người và đại nhân nữa. Người cũng không cần tới thăm ta nữa, một mình ta sống rất ổn mà. Hiểu nạc nghĩ ngợi rồi nói, cô nương nói thật cho ta biết, có phải cô nương rất thích mạnh thiên sở không? Lâm hiểu phàm nở nụ cười, một người đàn bà không sạch sẽ, có tư cách gì nói tới chữ thích đây? Hiểu nạc hầm dọa, nhưng cô nương nghĩ tới nghĩ tới rồi phải không lâm hiệu phạm đáp không giấu gì phu nhân mạnh đại nhân là người tốt như thế hiệu phạm quả nhiên là rất thích nhưng phu nhân cũng biết đấy hiệu phạm không hề suy si tâm vọng tưởng rằng ngài ấy có thể cho ta một gia đình mà ta muốn ta chỉ cần an lòng ở bên cạnh ngài ấy làm đô tỳ cho ngài ấy cũng tốt lắm rồi Hiệu nặng nói vậy nếu chàng ấy bằng lòng lấy cô nương làm vợ bé thì sao lâm hiệu phạm nói lục phu nhân đang thử ta sao Hiểu nặng đáp. Ta đang hỏi thật cô nương đấy. Lâm Hiểu Phạm nói. Được rồi. Vậy ta cho phu nhân biết. Nếu ngài ấy cần ta, Lâm Hiểu Phạm ta sẽ không bao giờ cự tuyệt. Hiểu nặng cười lạnh. Thấy chưa? Ta đã nói cô nương có ý nghĩ này mà. Nói xong thì nàng mở cửa. Thấy Sài Mãnh và Liễu Nhi đứng ngay ở bên ngoài cửa. Hiểu nặng biết họ nhất định đang nghe trộm. Cũng chẳng nói gì. Lại bảo. Mang đồ ăn và quần áo trên xe ngựa ra đây, rồi chúng ta đi lâm hiểu phàm đi tới cửa thấp giọng nói lục phu nhân đi thong thả hiểu năng ngoảnh đầu nhìn thân thể gầy yếu của hiểu phàm trong lòng có hơi không đỡ bèn nói hiểu phàm đừng trách ta nếu cô đường nghĩ thông muốn đi tới phủ tổng đốc thì cứ đến tìm ta lâm hiểu phàm mỉm cười hiểu phàm thứ lễ không tiến nữa nói xong đang chuyển mình vào trong phòng vương dịch đột nhiên đến tìm mạnh thiên sở nói rằng nguyệt nhi bị giam trong nhà lao có chuyện gấp muốn tìm hắn mạnh thiên sở không muốn đi nguyệt nhi kia có lẽ biết hắn sẽ từ chối nên bảo vương dịch chuyển lời nói đến hắn không tới nàng ta sẽ tuyệt thực chết đói trong nhà giam nếu nàng ta chết đi sẽ không chờ được quyết định cuối cùng của bộ hình mà mạnh thiên sở cũng chẳng cánh đội trách nhiệm bộ dùng huynh tuyết bèn khuyên có thể nguyệt nhi kia thật sự có chuyện gấp cần tìm chàng hay chàng cứ đi đi mạnh thiên sở thấy nàng nói thế nghĩ một lát, bèn dẫn Vương Dịch tới Đại Lao phủ một chuyến. Mười mấy hôm không gặp Nguyệt Nhi, nàng ta dường như đã lột xác một phen, hốc mắt hõm sâu, sang mặt tái xanh, tóc tài xóa xuống. Một bộ áo bông màu hồng như cũ này đã hơi bẩn. Nguyệt Nhi ngồi trên một cái ghế đầu nhỏ, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, từng hạt từng hạt lăn qua những ngón tay thon dài. Đôi mắt vốn ngập nước lấp lánh, nay lại hơi vô thần đờ đẫn. Mạnh Thiên Sợ đi tới cửa mà hỏi: người tìm bổn quan có việc gì nguyễn đi ngẩng đầu nhìn mạnh thiên sở nói trong thần thái mạnh đại nhân sáng láng gần đây có chuyện vui sao mạnh thiên sở nói đừng nhiều lời nữa đừng tỏ ra cao thâm thần bí trước mặt ta ta không tin thuật đọc lòng người gì đó của người đâu nguyễn đi cười lớn đứng lên tới trước mắt mạnh thiên sở đột nhiên tắt nụ cười trịnh trọng nói mạnh đại nhân cứu ta đi trước khi chết nguyễn đi muốn gặp một người mạnh thiên sở nói Cha hay mẹ của ngươi hay là tập kiểm? Nguyệt Nhị đáp Chính là tập kiểm Mạnh Thiên Sở nói Đi rồi, đi từ lâu rồi Hắn đi vào ngày thứ hai mà người bị bắt Nguyệt Nhị nói Ta biết là hắn đi rồi Mạnh Thiên Sở lại hỏi vậy ngươi gọi bổn quan tới làm gì? Nguyệt Nhị đáp Người hãy giúp ta tìm hắn về Mạnh Thiên Sở cười nói Tập kiểm này là người tự do Hắn muốn đi đâu thì đi nơi đó Bổn quan sao tìm được hắn Nguyệt Nhị lại nói mùng bốn tháng riêng là sinh nhật của mẹ nuôi chàng, chắc chắn chàng sẽ về tế bái. Mạnh thiên sở nói, Người, người hại hắn thành ra như thế, hắn sẽ không chịu gặp ngươi đâu. Nguyệt Nhi lại nói, Mạnh đại nhân, trong lòng ngài từng có người mà ngài yêu nhất chưa? Ngài có nhiều phụ nữ như thế, họ có hỏi ngài vấn đề này bao giờ chưa? Mạnh thiên sở thấy ánh mắt của Nguyệt Nhi di chuyển trên người của mình, dường như là tia ích quang muốn xuyên thấu tâm tư của hắn. Mạnh thiên sở nói, có phải người bị giảm tới mức dịch bệnh rồi không nếu không có gì bồn quan đi đây nói xong thì mạnh thiên sở xoay gót rời đi nguyệt nhi nói chẳng phải ngài không tin ta có thuật đọc lòng người sao chúng ta làm một cuộc trao đổi đi mạnh thiên sở lạnh đùng nói ta không giao dịch với phạm nhân nguyệt nhi đáp nếu như ta nói cho ngài rằng người phụ nữ ngài yêu nhất không nằm trong số sáu vị phụ nhân nếu như ta đoán trúng, ngài phải để tập kiểm tới gặp ta mạnh thiên sở cười lớn người tưởng mình là ai nếu ta không yêu họ thì ta cưới họ về làm gì nguyệt nhi cũng cười nhưng lại là cười lạnh cưới về giúp ngài sinh con đẻ cái đàn ông mấy người chẳng phải chỉ muốn lấy số lượng phụ nữ mình chinh phục được để chứng minh thực lực của mình thôi sao nhưng yêu có rất nhiều loại yêu biết chứ mạnh thiên sở lại chế giễu người hiểu rõ thế vì sao lại mất đi tập kiểm nguyệt nhi cũng không bực mà nói mạnh đại nhân ngài là người thông minh Tất nhiên, ngài cũng biết cảm giác yêu dành cho tam phu nhân và lục phu nhân không giống nhau. Một người là tri kỷ của ngài. Tri kỷ là sự trao đổi giữa tâm linh. Một người có thể vực dậy tinh thần và sự đồng cảm. Đều là yêu, nhưng cảm giác không giống nhau. Mạnh thiên sở có mà nghe người phụ nữ này nói tiếp. Đi thẳng ra khỏi nhà nào. Chỉ thấy Nguyệt Nhi ở phía sau tiếp tục nói. Lúc đàn ông chưa gặp được người phụ nữ mà mình yêu nhất, thì luôn cho rằng tình yêu giống nhau. Khi ngài gặp được rồi, ngài sẽ biết được một kiểu yêu là uy hiếp. Mạnh thiên sở bực mình nói, con ả à này là một bụi điên. Vương dịch áp ta cũng thấy thế. Sau khi về nhà, công tôn cư tìm mạnh thiên sở, nói rằng cần thương lượng phương pháp trị bệnh cho ân tố tố. Mạnh thiên sở liền rời khỏi viện của bộ dùng huynh tuyết cùng với công tôn cư đến viện của tả giai âm. Từ khi ân tố tố bị thương cũng không đi đâu cả. Phòng của tả giai âm nay trở thành phòng của ân tố tố tạ dạy âm thì ở phòng bên cạnh hai người có thể nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào sống với nhau rất tốt hôm nay tạ dạy âm dẫn cẩn nhi tới thăm tuyết nhi ở viện hạ phượng nghi nên ân tố tố đang nằm trong phòng một mình nghe thấy tiếng mạnh thiên sở bước vào cửa ân tố tố cười mà hỏi ngài tân lang hôm nay sao có thời gian tới thăm tà thả thế mạnh thiên sở trực tiếp ngồi xuống ghế trước giường ân tố tố sau đó cười mà nói thôi trêu ta đi đúng rồi Mấy đần ta tới thì cô đều ngủ, đừng tưởng ta không tới thăm cô đấy. Ân Tô Tô nói, ta biết ngài từng đến, nhà hoàn đều bảo với ta rồi, nhưng người vẫn nợ ta một món đồ. Mạnh thiên sở cười lấy một cái, từ trong lòng đưa cho Ân Tô Tô. Ân Tô Tô vừa trông thấy bèn biểu môi, ta biết ngài đấy lệ với ta thôi mà. Mạnh thiên sở nói, sao ta lại qua loa với cô nương được, mở ra xem đi. Ân Tô Tô đổ trong hầu bao ra một vật, thì ra là một cái nhẫn bạc. Ân Tô Tô cầm lấy ngắm nghĩa rồi nói, làm khéo lắm, nhưng không giống như mua cho ta, bởi vì cái này to quá, ta cũng không thể đeo lên ngón cái được. Mạnh thiên giở cúi xuống nói, đây là vật hiếm đấy, ta vẫn luôn đeo ở ngón áp út, cô hiểu chứ, đều bảo ngón áp út là nơi gần với tim nhất. Cô bảo muốn lấy vật mà ta thích nhất, chính là nó đấy, tin hay không thì tùy cô nương. Ân Tô Tô nói, thật không? Mạnh thiên giở gật đầu, Thực ra cây nhẫn này được hắn mang tới từ thời hiện đại, vốn không đáng mấy động dù sao cũng theo mình nhiều năm, nếu so với những thứ mà hắn mang trên người từ sau khi tới cổ đại, nói thực sự là vật mà Mạnh Thiên Sở yêu thích nhất. Ẩn Tố Tố nói, Nhưng ta đeo không có vừa. Mạnh Thiên Sở cười, chỉ vào hầu bao rồi nói, Trong đó có một thứ giống thế. Ẩn Tố Tố thỏ tay vào túi tiền, sợ sờ lấy ra một sợi thừng đỏ. Mạnh Thiên Sở nói, ta tự tết nó đấy đừng có nói cho ai cả ân tô tố chè miệng cười nói tự người tết á cũng khá đẹp đấy mạnh thiên sở nói cho nên không thể cho người khác biết nếu nói ra sẽ trở thành chuyện cười ân tô tố cười gật đầu nói vậy sợi dây đỏ này để làm gì mạnh thiên sở lấy sợi dây đỏ xò vào nhẫn sau đó đưa ân tô tố ngồi dậy đeo dây vào cổ ân tô tố rồi nói Trên nhẫn này ở nơi gần với trái tim của nàng nhất nàng bằng lòng không? Giờ ân tố tố mới hiểu ra, lòng dây lên sự ngọt ngào. Không ngờ người đàn ông này có sự ôn nhu tình tế đến như vậy. Không khỏi cảm động buôn phần, vội gật đầu. Bằng lòng. Rồi cẩn thận nhét chiếc nhẫn vào trong áo mình, cười ngọt ngào với mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở cười lại, đỡ ân tố tố nằm xuống, sau đó nói. Đúng rồi, hôm nọ nàng bảo, nàng từng gặp ta hai lần trước khi từ chối lấy ta. Ta vẫn luôn hiếu kỳ, có thể cho ta biết không? Ân Tố Tố gật đầu cười. Lần đầu ta gặp chàng là ở bên con sông nhỏ sau phủ mạnh. Bây giờ là chính họ. Đang lấy bên sông không có ai, nhưng chàng lại chơi đùa cùng với một đứa trẻ độ mười mấy tuổi ở đó. Vì ta dừng xe cho ngựa uống nước, nên nhìn thấy chàng, chắc chàng đã quên rồi. Mạnh thiên sở nghĩ ngợi một lát rồi nói, nhưng cái sự đáng trí của ta này, ta thật không nhớ, có thể là ta chơi với con nuôi của mình, vậy còn lần thứ hai? Ân Tô Tô đáp, lần thứ hai gặp chàng, Chàng đang ở trên phố, bây giờ hẳn vì tốc độ ngựa nhà ta quá nhanh. Bên cạnh chàng có một cô nương, là ai thì ta quên rồi. Nhưng ta vẫn luôn nhớ sắc mặt chàng khi đó. Ta thò đầu ra nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta. Nhưng nét mặt của chàng không hề phẫn nộ, mà là... Mạnh thiên dần đột nhiên nhớ ra chuyện ngày hôm đó thường diễn đi diễn lại trong giấc mơ của hắn. Ngày đó hắn dẫn huynh tuyết và xài bánh đi tìm ngô triết. Chính là cha của gia đình bị hại trong vụ án đó cả ngày huynh tuyết bị làm cho sợ hãi nhưng bản thân hắn lại bị dùng nhàn lạnh lùng đó ra từ trong xe làm cho chấn động mạnh thiên sở kinh ngạc nhìn ân tố tố như thể phát hiện ra đại lục mới vậy ân tố tố thấy mạnh thiên sở kinh ngạc như thế thì liền hỏi có chuyện gì mạnh thiên sở vội giấu giếm không không có gì chính là vì không ngờ nàng lại từng gặp ta trước đây thôi ân tố tố cũng cười chàng tới tìm ta chỉ vì muốn cho ta món đồ này sao Mạnh thiên sở nhanh chóng gật đầu, lại lắc đầu. À, không phải, là công tôn cư bảo ta tìm nàng tương lượng chút, bảo là nàng có thể vào núi với hắn để điều trị không? Ẩn tô tô nói, vào núi, vậy đi bao lâu, chẳng có đi không? Mạnh thiên sở cảm thấy bản thân hơi hỗn loạn, nên đứng dậy nói, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm công tôn tiên sinh bàn bạc chút đã, không đi cũng được. Ẩn tô tô nói, ta không nói là không đi mà. Mạnh Thiên Sở đã ra khỏi cửa rồi. Ân Tố Tố không hiểu, bản thân tự lầm nhầm. Chẳng ta sao thế? Mình có nói là không đi đâu, thật là. Mạnh Thiên Sở một mình bước khỏi phòng Ân Tố Tố, vừa hay gặp phải hiểu nặc đang tâm sự nặng nề, trở về từ bên ngoài. Hai người không nhìn thấy nhau, cứ thế mà đi qua nhau. Mạnh Thiên Sở không biết đi tới viện của Hạ Phượng Nghi tự khi nào. Nghe thấy bên trong có tiếng nói cười vui vẻ, bèn thong thả đi vào. Tả dây âm thấy Mạnh Thiên Sở hồn siêu phách lạc bước tới vội vàng ôm cẩn nhi đến cẩn nhi thấy cha thì vui vẻ tiếu tít nhưng nó chỉ biết gọi mẹ không biết gọi cha điều này làm cho mạnh thiên sở ít nhiều có vẻ hơi buồn hắn ôm cẩn nhi vào lòng sau đó ngồi xuống ghế chẳng nói chẳng rằng gì cả ta dây âm và hạ phượng nghi liếc nhau một cái hạ phượng nghi cười bảo cẩn nhi sao không gọi cha hả con xem cha còn đau lòng chưa kia mạnh thiên sở gượng cười không cần gấp trước sau gì nó cũng gọi thôi Tạ dây Âm nói: Thiên Sở, chẳng sao thế? Bộ dáng như thể đau lòng không yên vậy. Mạnh Thiên Sở nhìn Tạ dây Âm hỏi: Có sao? Tạ dây Âm cười đáp: Có thể chàng nghĩ nhiều rồi. Nếu chàng mệt thì về nghỉ ngơi đi. Mạnh Thiên Sở nói: Không sao, ta không mệt, chỉ là sang thăm Cẩn Nhi và Tuyết Nhi một chút thôi. Cẩn Nhi đột nhiên vươn hai tay nhỏ ôm lấy mặt của cha, cẩn thận ngắm nhìn. Ánh mắt của trẻ con rất đen, rất sáng cũng rất sạch sẽ không giống đôi mắt của người lớn mắt của người lớn dù đẹp tới đâu thì càng lúc càng không trong sáng nữa mặt trẻ con thì lại rất đơn thuần mạnh thiên sở thấy con trai nhìn mình chăm chăm bản thân cũng nghiêm túc nhìn nó đột nhiên cẩn nhi bật cười tiếng cười lanh lảnh vô cùng vui vẻ hành động của cẩn nhi khiến ai nấy đều thấy rất kỳ lạ bèn đến trước mặt mạnh thiên sở mà ngắm nhía hắn tả dèm nói có gì đâu cẩn nhi ta từng trên mặt cha con có vết rỗ đấy con cười vui thế làm gì hả mạnh thiên sở cũng trêu cẩn nhi cẩn nhi con thấy trên mặt cha có gì rồi sao vui thế hả nói cho cha nghe nào cẩn nhi chỉ người như cũ và mạnh thiên sở bị nụ cười của cẩn nhi trêu cho buồn cười tạm thời quên đi chuyện lúc trước trước mắt chỉ còn nửa tháng là đến tết án đã phá rồi mạnh thiên sở quyết định đi thăm tử vị suốt thời gian dài hắn vẫn chưa có lúc nào rảnh rỗi để đi thăm vị anh trai kết bái này cũng không thể vì từ vị xa sút mà bản thân bất hòa với người ta được. Cùng may tả giải âm đã sắp xếp cho tử vị ở trong một căn nhà rất tốt ngoài thành, còn tìm hai nha hoàn hầu hạ. Ngày tháng của tử vị tuy không phong quang như trước đây, nhưng cũng vẫn thư nhàn. Tự mình đánh cờ uống rượu, tự nói tự cười cũng vui. Mạnh thiên sở quyết định nói với tả giải âm một câu. Tả giải âm bèn dẫn liễu nhi và sải mãnh đi với mạnh thiên sở. Gần đây hiểu nạc và phi yến bận việc. Tuy hiểu nạc hậu đậu, nhưng vẫn cố gắng cho rằng nhà họ mạnh thiếu lầm hiểu phàm cũng vẫn ổn thực ra nàng ta không biết mạnh thiên sở và bốn bà vợ của mình thường lượng ra một khổ nhục kế biết nàng ta lòng dạ mềm yếu sẽ đi thăm hiểu phàm ai ngờ lâm hiểu phàm còn vướng hơn hiểu nặng sợ thì hay rồi cả hai đều đối chọi nhau không chịu nhường nhịn ai cả Một dùng huynh tuyết chỉ đành đón Lâm hiểu phàm đang lầm bệnh về nhà mình cho người thân chăm sóc vẫn giấu không nói chuyện này cho hiểu nặng biết nhóm mạnh thiên sở và mọi người thu xếp đồ đạc lên xe xong đang định đi thì hiểu nặc đuổi tới mà nói mọi người muốn ra khỏi thành sao tả dèm gật gật đầu bận biểu chuẩn bị không nói câu gì hiểu Đặc nghĩ ngợi cuối cùng không nhịn được nếu nếu thuận đường thì đón cái đứa hiểu phàm chết tiệt kia về đi mạnh thiên sở và tả dèm cười với nhau mạnh thiên sở nói nàng vẫn bực ta thấy hay đã thôi đi thế này hiểu phàm chưa chắc chịu về đâu Hiệu đặc bực mình, thiền sợ, chàng bảo với nàng ta, có chút chuyện vốn là việc của nàng ta, không đến để cho chủ nhân như ta đây giúp nàng ta làm việc, bảo nàng ta mau mau về làm việc đi, còn bực dọc với chủ nhân cờ đấy, nói ra thì thật là vô sĩ. Tả dèm nén cười, vậy chúng ta thử một lần xem sao, lâu lắm chưa gặp nàng ấy, hy vọng nàng ấy vẫn còn sống. Hiệu đặc liền phỉ phùi, cô nàng ta không cần giả bệnh với ta đâu, ta bảo xài mạnh đi thăm rồi nghe nói còn sống nhanh ra. Mạnh thiên sở nói, Ừ, ừ, nàng không lo sau khi cô ấy về, về thì... Hiểu nặc đấm một cái vào hồng của mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở thực sự bị đánh cho đau, thằn một tiếng. Hiểu nặc chỉ coi như hắn giả vờ, hừ giọng. nếu chẳng dám lấy cô ta về làm đàn ba của mình, ta sẽ chết cho nàng xem. Mạnh thiên sở giờ khóc giờ cười, trừ chết cho ta xem, thì nàng còn cách nào nữa không chứ? Hiểu nặc ngây thơ nghiêng đầu nghĩ, còn chưa nghĩ tới, nghĩ xong sẽ bảo cho chàng. Mọi người đi đi. Mạnh thiên sở thấy hiểu nặc xoay người vào nhà, cũng không nhìn được cười, mà nhìn ta xem rồi cười. Liệu gì đứng bên rồi nói? Thực ra lục phu nhân rất tốt. Hôm đó về nhà, ta thấy người ấy rất buồn, còn bảo xài mãnh mang thuốc tới chỗ lầm hiểu phàm mấy lần đấy. Mạnh thiên sở bảo mọi người lên xe. Sau khi xe chạy khỏi ngõ sau, Mạnh thiên sở mới nói, điểm này thì hiểu nặc quả là người như vậy. Nàng ấy không khoan dung như Phượng Nghi, nhưng rất lường thiện không thông minh như giai âm nhưng lại rất lành trí không dịu dàng kiên cường nhưng rất cứng cỏi tóm lại mỗi một người trong số các nàng đều có sở trường riêng liệu gì nói đây là phúc của đại nhân đấy mạnh thiên sở cười nắm tay tả giai âm đúng rồi lúc về đi tới thiền vị trai mua cho ân côn đường một ít bánh nghìn tầng và bánh đào mà nàng ấy thích ăn nhất nhé tả dèm gật đầu nói công tôn tiền sinh đó quả nhiên là y thuật cao minh tiếp vào liễu nhi bàn bạc rồi có thể giữ ông ấy lại y quán của nhà mình đến lúc cần cũng có chuyện như hộ tìm cánh mạnh thiên sở mới nói cũng được nhưng không biết ông ấy có đồng ý không liễu nhi nói ta thấy công tôn tiền sinh thành thực chính trực rất khiêm tốn nếu có thể ở lại là chuyện không gì bằng mạnh thiên sở mới nói thôi được rồi để lúc ta đi thử ý ông ấy xem sao xem ông ấy có bằng lòng không đã tả dèm nói tiếp đúng rồi Hôm qua lúc ta tới chỗ ẩn cô đường trò chuyện, Thế cô ấy bảo là đã quen chàng từ lâu, sao chàng không cho ta biết? Trong lòng của mạnh Thiên sở khẽ động, thản nhiên nói, bản thân của ta cũng chẳng có nhớ mà. Tả dây âm không tiếp tục hỏi chuyện đề tài. a à, vậy chúng ta có đón hiểu phàm về luôn không? Mạnh thiên sở cười, đón về đi, hiểu đặc người ta là công chúa đã cúi đầu rồi, hiểu phàm còn không về thì không cần nàng ta nữa, nàng thấy sao? Tả dây âm đáp, Thiệp cũng nghĩ ý như vậy. Xe ngựa chợt dừng đại, sai mạnh vén rèm lên, ló đầu vào nói. Đại nhân, hình như ngục tốt của phủ nhà đang ngăn xe của chúng ta. Mạnh thiên sở đứng dậy vươn mình ra xem, quả nhiên là ngục tốt đại nào, bèn bảo. Sao lại ngăn cản xe ngựa của bổn quan? Ngục tốt nhanh chóng lên hành lễ, sau đó nói. Đại nhân, Nguyệt Nhi kia có chuyện rồi. Mạnh thiên sở không khỏi nhíu mày. Cậu ta giỏi lắm, có thể sai thủ hạ của ta làm chân sai vặt cho mình đấy nói đi cô ta lại làm sao ngục tốt tới cho mạnh thiên sở lấy ra một bức thư mạnh thiên sở nhận lấy mở ra đọc đọc xong nói với ngục tốt được rồi ta biết rồi người về trước đi ngục tốt đáp nguyệt như cô nương mạnh thiên sở bình tĩnh ngắt đời hắn thôi được rồi ta đang vội lên đường người bảo ta biết rồi là được nói xong lại về trong xe ngục tốt cũng mau mắn nhường đường để xe ngựa của mạnh thiên sở đi qua ta Giêm thấy sắc mặt của mạnh thiên sở không vui bèn cẩn thận mà hỏi, thiên sở à, sao thế? Mạnh thiên sở cũng không nhịn nổi nữa, ném bức thư trên tay xuống. Liệu gì thấy hắn tức giận, biết ý ra khỏi xe ngựa, ngồi với chồng mình. Tà dây âm cầm thư lên đọc, chỉ thấy trên đó viết, kẻ đã xa đọa thì nên tránh xa, người yêu trong lòng thì nên bảo vệ, người đáng thương hại thì nên giúp đỡ. Tà dây âm đọc xong liền nói, lẽ nào Nguyệt Nhi này thực sự biết đọc lòng người? Mạnh thiên sở nhìn vợ mãi mới nói, vì sao cô ta biết ta muốn gặp từ vị tả xem đáp Thiệp cũng thấy lạ vậy còn cái câu người yêu trong lòng ý bảo hiểu phàm sao mạnh thiên sở liếc tả say âm không biết nữa tả xem nói vậy còn người đáng thương mạnh thiên sở có một nỗi tức giận không tên dấy lên trong lòng khiến hắn vô cùng lập tức mà to tiếng nói ta nói rồi ta không biết ta không biết ta không biết mà tả xem giật mình vội kéo lấy tay mạnh thiên sở được rồi chúng ta không nói mấy chuyện khiến chàng bực mình nữa, mặc kệ cô ta đi, được không? Mạnh thiên sở trấn định lại, ổn định cảm xúc, dao động của mình. Hắn nhận ra sau mỗi lần gặp Nguyệt Nhi, sẽ có một cảm giác hơi thất thần xa sút Chẳng lẽ người phụ nữ này là phù thủy à? Mạnh thiên sở ngẫm nghĩ rồi nói. Giải âm, nàng cũng từng học một vài thứ tương tự, nàng có tin không? Tả giải âm nói. Thực ra trên thế giới vốn không có thuật đọc tâm, chẳng qua chỉ là một chút thuật đồng cốt thôi mạnh thiên sở nói kỳ thật nghĩ lại kỹ càng mẹ của nguyệt nhi dường như cũng biết một chút thuật đọc lòng người bà ta và ba người đàn ông họ tập không thể thoát khỏi sự dính líu với nhau thậm chí còn khiến cho lý đức phúc cái kẻ bị cắm rừng mười mấy năm chỉ gặp bà ấy có một lần là đã chịu bỏ qua hết mọi thứ mà bà ta từng làm lúc trước lẽ nào thực sự có thần kỳ như vậy sao tả dây âm nói nếu đã có nghi ngờ như thế chẳng bằng chúng ta hãy phá giải chân tướng của nó Thử xem có phải Nguyệt Nhi và mẹ của à Thực có bản lĩnh cao thế không Mạnh thiên sở nói Đúng như thế chúng ta tới thăm tử vị trước Sau đó tới trại tờ lụa Đức Phúc luôn Được chăng Tả dèm cười Thiệp lại có ý kiến không biết có được không Mạnh thiên sở nói Nếu không hại nàng cứ nói ra xem Tả dèm nói Chúng ta tới trại tờ lụa trước Nguyệt Nhi biết chàng muốn tới chỗ tử vị Nên mới bảo người ta đến nhắc nhở chàng Để chàng đừng đi Vậy chúng ta thử nghe lời nàng ta một lần, đừng có tới đó nữa. Mạnh thiên sợ đáp, nhưng chúng ta đã nói trước với từ vị rồi. Ta gem bảo sải mãnh dừng xe lại, sau đó nói, bảo sải mãnh để chúng ta tới trại từ lụa, sau đó để cậu ta gửi đồ đạc trên xe tới chỗ tử vị, rồi về đón chúng ta là được. Mạnh thiên giở nghĩ ngợi một lát rồi nói, không, chúng ta cứ tới chỗ tử vị, có thể Nguyệt Nhi biết sau khi chúng ta đọc tờ giấy này sẽ suy tính như trên, ta sẽ không làm theo cách của cô ta đi nào, chúng ta tới chỗ tử vị. Tả giai âm thấy mạnh thiên sở cố chấp muốn đi, liền bảo xài mạnh đánh xe, sau đó trả hiệu cho xài mạnh. Xài mạnh hiểu ra, bảo liệu nhị đánh xe, bản thân thì nhảy xuống xe, khi đi được nửa đường về nhà gọi thêm người. Xe chạy đến một tòa nhà mới ở ngoại thành, tuy không lớn nhưng cũng tường đỏ ngói xanh, sống một mình trong một tiểu viện, xem ra cũng khá thoải mái. Mạnh thiên sở xuống xe, giờ mới phát hiện xài mạnh đã không còn ở đó, liễu nhi đánh xe một mình gương mặt nhỏ nhắn bị lạnh đỏ ửng cả lên mạnh thiên sở nhanh chóng nhờ tả dây âm đỡ liễu nhi xuống xe đi mấy vòng sau đó nói với dây âm vậy nếu nàng lo chẳng may nguyệt nhi nói đúng thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao tả dây âm cười mà chẳng đáp đi tới cổng ngõ một phen cõ mãi cũng không thấy ai ra mở cửa mạnh thiên sở hơi cảnh giác tả dạy âm ra hiệu cho liễu nhi và mạnh thiên sở trở về xe bản thân đương muốn đánh vỡ cửa ra anh ngờ vào lúc này thì cổng đã mở. Một người hầu lười biếng ra mở cửa, vừa ngáp vừa xoa mắt như đang buồn ngủ, nhìn nhìn tả sai âm. Bây giờ hắn mới nhận ra tam phụ nhân của tri phủ đại nhân tới rồi. Vội vàng xoay mình chạy vào trong nhà, lớn giọng Lão ra, tam phụ nhân đến thăm ngài này. Mạnh thiên sở cười nói, nhìn kìa, ta chưa từng tới đây, nên có người chẳng nhận được. Tả dây âm nói, không quen mới tốt, nếu bà biết thì hạ nhân lúc nãy phải bị dọa cho nhũn cả chân rồi. Rất nhanh sau đó, từ vị bước ra, thấy mạnh tiền sở, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đi tới chỗ đối phương, vỗ vai nhau, sau đó cùng nhau bật cười. Từ vị nói, nghe nói hiền đệ lại vừa kết hôn không lâu, ta thấy đệ sắp sửa tháng nào cũng làm tân lang rồi đấy. Mạnh thiên sở đáp, sắc mặt nhân huỳnh khá lắm, có phải hôm qua lại uống thêm vài ly, đã là giờ nào rồi mà còn ngủ không tỉnh dậy? Từ vị cười thi lễ với tả dạy âm, rồi bày mạnh thiên sở tả dậy âm và liễu nhi vào nhà lại nói dậy thì tất nhiên là dậy rồi biết mọi người sắp đến nên hôm nay cũng không thể ngủ nướng được vừa rồi tam bổ gà với người hầu của nhà bếp chuẩn bị nấu canh cho mọi người ăn đấy mạnh thiên sở cười nhân huynh còn biết giết gà cơ từ vị cảm thán đáp ngày trước giết người bây giờ không thể giết người nữa nên chỉ đành giết gà thôi Mạnh thiên sở lo từ vị nhìn thấy mình sẽ nghĩ tới những việc đau lòng trước đó. mong mắn thay đổi đề tài, nói chuyện, bà bảo. Nói tới cành gà, tất nhiên không ngon bằng uống rượu rồi. Hôm nay, tôi đã nhận Huỳnh uống một trận cho thỏa, chúng ta không say không về. Liệu gì gọi hạ nhân đi gỡ đổ trên xe xuống? Từ vị vừa dẫn mạnh thiên sở và tả dây âm tiến vào tiền sành của mình, xem ra thực sự chuẩn bị rất tốt. Không chỉ có chậu than, mà còn có điểm tâm, hạt dưa và lạc trang trong phòng vừa ấm áp vừa sạch sẽ. Xem ra tử vị đã quen sinh hoạt thế này rồi. Hạ nhân bê trả lên, sau đó đùi xuống, tử vị mới nói. Mọi thứ ở đây đều do tam phu nhân của hiền đệ cầm tới đây, không có đồ của ta đâu. Mạnh thiên sở cười, người một nhà sao phải khách khí chứ? Tử vị thấy hôm nay không có tùy tòng đi theo mạnh thiên sở, bèn hỏi. Để đến đây thì nên dẫn theo vài người, thế này không an toàn đâu. Mạnh thiên sở cười, huynh đã quy ẩn sơn lâm lẽ nào còn có người làm khó huynh sao từ vị nói ta không cho tam phu nhân dẫn đệ tới chính là vì lo lắng cho sự an toàn của đệ ta chết cũng chẳng sao nhưng không thể liên lụy tới đệ mạnh thiên sở cười làm gì đáng sợ như thế bình tới thì tướng chặn thủy tràn thì rất ngăn không sao hết huynh và ta khó có dịp gặp mặt đừng nói mấy chuyện này nữa đã có hạt dưa và lạc rang sẵn đây chúng ta đừng uống trà nữa uống rượu đi từ vị nghe xong thì bảo, hiền đệ nói phải lắm, ta vẫn giữ rượu quế hoa mà đệ thích uống nhất, ta bảo người đi lấy. Nói rồi hắn đứng dậy ra ngoài. Tạ dạy âm nói, chẳng xem, ngay cả từ vị cũng nói thế, cứ cẩn thận một chút vẫn hơn. Mạnh tiên sở nói, ta hiểu nàng làm vậy là vì muốn tốt cho ta, nhưng đừng để từ vị nhìn thấy. Huỳnh ấy ở đây, ta thấy khá lắm, này sống được đã là hạnh phúc rồi, phải không? Tạ dạy âm gật đầu, bây giờ từ vị tiến vào, hai người không nói nữa. Sau khi ở nhà tử vị được hai canh giờ, mạnh thiên sở hơi say ra khỏi cửa nhà tử vị. Lúc này tử vị đã say khướt rồi, vốn không thể ra tiện hắn. Có thể vì nguyên nhân trong lòng, mạnh thiên sở đã hiểu vì sao tử vị thường uống say. Đổi lại dù là ai, đại khái cũng không thể thoải mái được. Đàn ông trí tại bốn phương, này lại trở thành một người càng ngày ở trong phủ. Qua ngày đoạn tháng với mấy nha hoàn người hầu, đây cũng là một loại bất đắc dĩ dùng lời thật lòng sau khi uống của từ vị mà nói, chính là sống không bằng chết. Tả xem đỡ mạnh thiên sở ra khỏi cổng lớn, thấy xài mạnh ở ngoài, sau lưng có ba bốn chục thị vệ, anh ấy đều mang theo đoạn đào trưởng kiếm. Mạnh thiên sở chỉ chỉ vào họ mà cười. Càng cười thật sự cho là có người dám giết nhân huynh của bản quan nữa giữa ban ngày hay sao? Sài mãnh nghiêng người nhường một bước. Mạnh tiên sở vừa nhìn thì thấy phía sau sài mãnh có một người mặc áo dạ hành đã chết nằm ở dưới đất. Vẻ say sưa của mạnh thiên sở dường như tan biến, đi tới trước mặt mấy người, sải mạnh nói. Đại nhân, cũng mày chúng tôi tới kịp, chúng có cả thảy bảy người, bị chúng tôi giết mất năm tên, hai tên bị thương đã chạy mất, tôi đã cho người đuổi theo rồi. Mạnh thiên sở ngơ ngác nói, chúng còn muốn thế nào nữa? Một người đàn ông như thế đã bị dày vò tới mức chỉ có tư cách giết gà, sao chúng còn truy cùng giết tận? Sải mạnh nói, đại nhân, chúng ta cần phải cẩn trọng một chút. Ngài xem hay là phái thêm người tới chỗ tử vị để giúp đỡ. Mạnh thiên sở suy nghĩ rồi nói, không thể để tử vị biết, như thế huynh ấy sẽ điền mất. Tả dây ẩm nói, thế này đi, chúng ta làm một bật đạo ở phòng của tử vị đại ca. Nếu có chuyện, huynh ấy còn có thể đào thoát, chẳng thấy sao thiên sở. Mạnh thiên sở đáp, thế còn chẳng giống như việc phái thêm người giúp đỡ sao. Tả dây ẩm nói, vậy phải làm sao? Mạnh thiên sở đáp, cứ thế này đã, có một số chuyện không phải cứ đề phòng đã được Tả dây âm lại nói Nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Mạnh thiên giật lên xe Xoay mình nói với tả giai âm Nếu hôm nay chúng ta không tới thì sao Tả dây âm không nói nữa Mạnh thiên sở lên xe Sau đó thò đầu ra nói Làm một đường hầm mất bao lâu Tả dây âm cười Ba ngày, nhanh nhất là ba ngày Mạnh thiên sở nghe vậy thì nói ngay Ngày mai, cho từ vị uống thứ thuốc gì đó có thể khiến huynh ấy ngủ ba ngày không tỉnh, sau đó đưa huynh ấy tới chỗ khác. Đợi sau khi làm xong đường hầm thì bảo với huynh ấy là con nó từ trước rồi, chỉ là người sửa sang nhà đã quên không nói thôi. Tả dây âm vội vàng đáp một tiếng, liệu nhìn nói nhỏ nhỏ, tam phu nhân sao phải phiền phức thế ạ? À? Tả dây âm thấp giọng đáp, đại nhân không muốn tử vị sống trong thấp thỏm, đại nhân muốn tốt cho huynh ấy thôi. Lùng tranh thủ tới trại tờ lụa của Đức Phúc, trời đã dần dần tối. Lý Đức Phúc cũng không ngờ tối rồi mà tri phủ đại nhân lại đột nhiên tới thăm. Hắn đang ở phòng đỗ cầm, hai người đang kiểm kê. Nhóm mạnh thiên sở đột nhiên tới, cả hai vội bỏ việc trong tay xuống, nghỉnh đón bọn họ tới đại sảnh ngồi nói chuyện. Mạnh thiên sở cười nói, đỗ cầm, có phải bồn quan đã làm phiền các ngươi không? Đỗ cầm nở nụ cười nói, tri phủ đại nhân nói gì vậy, dù ngay tới lúc nào cũng không làm phiền chúng ta. Mạnh thiên sở mới đáp, đúng rồi, hôm qua ta tới thăm con gái của ngươi, gần đây ngươi có thăm nặng ấy không? Sắc mặt của Đỗ Cầm thay đổi, lập tức mỉm cười, nhưng nụ cười vô cùng gượng gạo. Lý Đức Phúc mới nói, ta bảo Tiểu Trân đi thăm rồi, nhưng nó thoái thác, bảo tiệm chúng ta bận nên không chịu đi. Thực ra, Lý Đức Phúc ta cũng chẳng phải là người hẹp hòi. Hơn nữa, cô đường ấy là con gái ruột của Tiểu Trân, thăm cũng chẳng sao cả. Đỗ Cầm cười với Lý Đức Phúc. Đức Phúc, Ông bảo trụ tử giúp ông làm mấy việc còn lại đi. Ngày mai còn phải nhập hàng nữa đấy. Không có thời gian đâu. Lý Đức Phúc hơi ngại ngần để có thể rời đi. Mạnh Thiên Sở tất nhiên biết Đỗ Cầm muốn để ông ta đi. bèn nói. Ông chủ lý. Đỗ Cầm nói cũng phải. Bồn quan trước giờ không công nệ tiểu tiết. Người cũng đừng quá coi trọng lễ tiết. Nên làm gì thì cứ làm là được. Bây giờ Lý Đức Phúc mới điểm đỏ cười mà đi ra cửa. Lý Đức Phúc đi rồi. Đỗ Cầm mới bảo. Chị phủ đại nhân, Nguyệt Nhi sẽ không nhận ta là mẹ. Nô Gia cũng không muốn nhìn bộ mặt lạnh lùng của nó. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, Nô Gia chỉ muốn an lòng sống cùng chồng thôi. Mạnh Thiên Sở nói, trước khi chúng ta tới đây, người không có cảm giác rằng chúng ta sẽ tới sao? Đỗ Cầm cười nói, đại nhân, trước đó Nô Gia còn đang nghĩ rằng trời đã tối mà ngài con tới thì hẳn là có chuyện cần nói. Hiện giờ Nô Gia đã hiểu rồi, ngài vị thuật đọc lòng người cùng Nguyệt Nhi mà tới đây có phải không? Mạnh thiên sở nói, vậy người cũng biết con gái mình có bản lĩnh này sao? Đỗ Cẩm đáp, lúc đồ già rời khỏi Nguyệt Nhi, nó mới được có ba tuổi, ta không nhớ nó có bản lĩnh đó, ta chỉ biết được sau khi tập kiểm nói cho biết thôi. Mạnh thiên sở lại nói, ô, ta còn cho rằng ngươi có bản lĩnh này đấy. Đỗ Cẩm đạm nhìn cười, đồ già sao mà có được, nếu như có, nằm đó sẽ không bị ngô Vẫn lừa gạt. Mạnh thiên sở hơi thất vọng, bây giờ tài sai âm mới nói, Lý phụ nhân bà không đi thăm nguyệt nhi sao biết được nàng ta không muốn gặp người mẹ là mình đỗ cầm nghĩ ngợi rồi đáp ta nghĩ như thế tả dèm lại nói không phải đâu hôm qua nàng ta còn bảo trì phủ đại nhân rằng muốn gặp một người đỗ cầm vội nói không phải ta tả dèm nói không phải bà thì còn ai còn cái luôn nhớ mẹ của mình mà đỗ cầm nói ta nghĩ là tập kiểm chứ không phải mình tả sẽ âm nhìn mạnh thiên sở hắn nói được rồi không cần biết là ai nếu bà không có bản lĩnh này thì chúng ta không làm phiền bà làm việc nữa chúng ta đi đây đỗ cẩm cũng không giữ chân tiện đóng người mạnh Thiên sở rời khỏi đại Sảnh bây giờ trụ tử cầm một cái bọc giấy tới mạnh thiên sở nói với đỗ cẩm à phải rồi có một chuyện quên không nói với bà ta thấy trụ tử này rất lanh lợi mạnh thiên sở chưa nói hết trụ tử vội ngắt lời hắn cười hì hì mà nói phù nhân đợt này cười bảo ta tặng cho trì phủ đại nhân và phu nhân mới cưới của ngài hai cuộn đụa tốt ta ta nghĩ đại nhân đến rồi người thấy có nên đỗ cầm cười cũng đúng đấy nói xong đón lấy hai cái bọc giấy tới tay trụ tử đưa cho mạnh thiên sở. ngài nói mấy ngày nay tri phủ đại nhân có chuyện vui vẫn luôn tìm cơ hội chúc mừng ngài nhưng cũng không biết ngài có thời gian không chọn ngày không bằng trùng ngày có chút tâm ý mong đại nhân vui lòng nhận cho ta sẽ âm vội đón lấy cảm tạ đỗ cầm để ta tiễn đại nhân và phu nhân nhé. Mạnh thiên sở nói, không cần đâu, người lo việc của mình đi, chúng ta đi đây. Đỗ cầm nói với trụ tử, vậy trụ tử đi tiễn đại nhân đi. Trụ tử tiễn nhóm mạnh thiên sở đi tới cổng, trụ tử đang muốn nói gì đó với mạnh thiên sở. Hắn bèn ra ý rằng đừng nói gì, biết ý, cười với trụ tử một cái, sau đó lên xe. Xe rời khỏi trại tơ lụa Đức Phúc rồi, tà xe mới nói. Thiên sở, đội cầm và Nguyệt Nhi giống nhau, Mạnh Thiên Sở gật đầu. Lục nàng thăm dò bà ta, ta đã nhận ra, có vẻ thuật đọc lòng người của Nguyệt Nhi không phải là giả. Nhưng vì sao trụ tử không để ta nói với đỗ cầm chuyện của hắn và Văn Trúc? Tả xem nói, cái cậu trụ tử này không thông minh như thế, có thể đã nhìn ra điều gì đó. Nếu hắn không cho nói, thì chúng ta chờ xem. Mạnh Thiên Sở nói, được rồi, ta đột nhiên có một cách. Tả xem ngạc nhiên hỏi, cách gì? Mạnh Thiên Sở nói, để cho Đỗ Cầm và Nguyễn Nhi gặp nhau một lần. Tả dây âm cười, chẳng hiếu kỳ quá rồi sao? Mạnh thiên sở cũng cười đáp, ta rất muốn thử xem giữa hai người họ ai lợi hại hơn ai. Trong chớp mắt đã tới năm mới, phụ họ mạnh răng đèn kết hoa, đầu đầu cũng là hỷ khí năm mới cát tường. Lâm Hiểu Phạm về rồi, quan hệ với Hiểu Nặc được cải thiện rõ ràng, y nhất hai bên có thể chung sống hòa bình. Trong mắt của mạnh thiên sở, đây là sự tiến bộ không nhỏ. Ngày hôm nay, Mạnh Thiên Sở ăn bữa sáng theo lệ rồi đi thăm ân tố tố. Thời gian này, công tồn cư chuyển ân tố tố tới phòng luyện đan của tạ giai âm. Ngày ngày dùng nước thuốc ngầm tắm một canh giờ. Bởi vì cần nước ấm và độ đặc của thuốc nước nên liệu nhi cũng đi sang giúp. Mạnh Thiên Sở chỉ có thể sang nói chuyện với ân tố tố sau khi ăn sáng. Đi qua một hành lang gấp khúc, Mạnh Thiên Sở thấy hiểu nặc và lâm hiểu phàm sóng vai đi tới. Nhìn nét mặt của họ thì có vẻ tâm tình khá tốt mạnh thiên sở cũng cười bước lên phía trước hiệu nặc nói thiên sở chẳng tới thăm sư phụ à mạnh thiên sở nói phải hôm nay không phải là ngày 30 sao phương nghi cũng bảo tan đi hỏi xem mần côn đường có thể ăn cơm đoàn viên với chúng ta không hiệu nặc cười hiệu phàm mới hỏi rồi công tôn tiên sinh bảo là không được mạnh thiên sở không khỏi thất vọng lâm hiệu phàm thấy thế vội nói thiếu ẩn côn đường quả thực là không vui hay đại nhân lại đi hỏi xem mạnh thiên sở nói được rồi ta đi nói một chuyện các nàng đi làm việc đi nhưng không cần phải vất vả quá hiệu nặc và lâm hiểu phàm đồng thời gật đầu sau đó rời đi mạnh thiên sở nắm chặt trong tay một món đồ nhỏ đây là thứ mà hắn tìm kiếm rất lâu mới thấy tới phòng ân tố tố nàng đang ăn bữa sáng nha hoàn ti lễ với mạnh thiên sở lui ra khỏi phòng ân tố tố cười để mạnh thiên sở ngồi xuống cạnh mình sau đó nói hiệu nặc và lâm côn đương mới đến chàng có gặp họ không mạnh thiên sở gật đầu đặt vật trong tay vào tay của ân tố tố nàng nghi hoặc mở lòng bàn tay xem thử nhất thời vô cùng vui mừng hưng phấn nói với người kia ta tìm ở nhiều nơi mà không thấy chẳng thấy ở đâu thế mạnh thiên sở tỏ ra thần bí tất nhiên ta cũng tìm ở rất nhiều nơi mới thấy nàng cảm ơn ta thế nào đây ân tố tố cười gần đây chỉ cần nàng gặp được mạnh thiên sở thì luôn mỉm cười mạnh thiên sở cũng rất vui hai người ở bên nhau luôn cảm thấy có rất nhiều lời cần nói. Trước đây, đôi bên đều không cảm thấy được điều đó. Ẩn Tô Tô hơi ngượng ngùng. Hai người họ tuy nói đã thân mật hơn trước rất nhiều, nhưng bản thân dù sao vẫn còn là một cô nương, cũng hơi rụt rè. Nghĩ tới đây, Ẩn Tô Tô e lệ nói. Vậy chàng bảo ta cảm ơn chàng thế nào đây? Mạnh thiên sở nghĩ một lát rồi đáp. Đúng rồi, nàng suy nghĩ về việc công tồn tiền sinh bảo nàng vào núi tĩnh dưỡng thế nào rồi. Ẩn Tô Tô mới nói đã chuyển câu chuyện rồi lẽ nào chàng muốn ta vào núi để cảm tạ chàng sao mạnh thiên sở vội nói không phải không phải ý này là là ta đột nhiên nhớ ra thôi mà Ẩn tô tố, tố lại nói để ta nghĩ thêm được chứ mạnh thiên sở cười không gấp nàng cứ từ từ nghĩ sang năm quyết định cũng không muộn Ẩn tô tố, tố lại nhìn mạnh thiên sở có phải chàng rất muốn ta rời khỏi căn nhà này không mạnh thiên sở thấy nàng nghĩ nhiều nhanh chóng đáp xem nàng nói kìa Ta chỉ mong sức khỏe của nàng mau chóng tốt lên Vẫn là câu nói ấy Nàng muốn ở đâu đều tùy ý của nàng Chỉ cần nàng vui lòng được không Ẩn tố tố không nói nữa Quay đầu đi Mạnh thiên sở nói Ẩn cổ nương nàng giận nà Ẩn tố tố lắc đầu không đáp Mạnh thiên sở nói Nếu ta nói gì sai Nàng nhất định phải nhắc Được chứ Ẩn tố tố ngoảnh lại nhìn mạnh thiên sở Mạnh đại nhân Không phải ngài đang muốn ta cảm ơn ngài sao Mạnh thiên sở nở nụ cười nói đùa nàng tôi mà, sao lại đổi xưng hô rồi? Ẩn Tô Tô lại nghiêm túc nói, chẳng giúp ta tìm món đồ hiếm có, phải tìm rất lâu này. Nếu chẳng không muốn ta cảm ơn, vậy hãy làm cầm đồ về đi, ta không cần nữa đâu. Mạnh thiên sở nói, nói cái gì thế? Dưới con mắt của hai ta thì đây là vật quý hiếm, nhưng người khác chưa chắc cho là vậy. Nàng an tâm giữ lấy đi, đừng nói mấy lời cảm ơn làm gì. Ẩn Tô tố, tố đưa vật trong tay lên giường. Mạnh thiên sở thấy nàng làm thật, mới cuống lên, nghĩ rằng chắc mình đã nói sai gì đó mới làm nàng mất vui. Nhưng nghĩ kỹ lại, không biết nói sai cái gì. Đừng lúc nghĩ, ta sẽ âm tiến vào. Chỉ thấy ân tô tố, tố nhanh chóng cầm lấy vật trên giường, sau đó nhét tay vào chăn. Nhưng động tác nhỏ này lại khiến tả sai âm để mắt. Nàng vừa không biết gì, cười đến trước giường nói với ân tố tố. Công tồn tiền sinh nói với ta về một phương thuốc trước đây, bảo ta tới nói cho cô biết. Ân tố tố vờ như không có chuyện gì mà nói tất thảy nghe theo chị và công tôn tiên sinh là được. Tả xe âm nhìn mạnh thiền sở, hắn cảnh cùng ho can hai tiếng. Tạ xe âm nói, nhưng có thể sau khi uống phương thuốc này, dạ dày sẽ không được khỏe, hai ngày mới uống, có lẽ sẽ ăn gì nôn đó. Công tôn tiên sinh lo rằng, ân tố tố cười, không cần lo lắng đâu, ta biết chị và công tôn tiên sinh chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của mình, nếu có chút khổ sở ấy mà cũng không chịu được, vậy ta sao có thể bỏ dậy coi giường được đây? Tạ sẽ âm cười. Tô tố dũng cảm lắm. Thôi được rồi, vậy ta đi chuẩn bị với công tôn tiên sinh. Xong được canh giờ, cô cần phải ngâm tắm. Cô cứ nói chuyện với thiền sở đi. Lát nữa ta lại đến nha. Ẩn tố tố liếc mạnh thiền sở một cái, rồi mới nói. Không, mạnh đại nhân, ta cũng mệt rồi. Muốn ngủ một lát, xin lỗi, mời ngày về trước cho. Mạnh thiên sở đành đứng lên. Vậy ăn cô đương nghỉ ngơi cho khỏe, mai ta lại tới. Ẩn Tô tố chẳng nói chẳng rằng, sau khi tả giai âm và mạnh thiên sở xoay người đi thì đóng cửa vào mạnh thiên sở rời khỏi viện của tả giai âm đến tới cầu nhỏ mạnh thiên sở mới nói giai âm ta nghĩ nàng có lời muốn nói với ta tả giai âm ngước mắt nhìn mạnh thiên sở cười một tiếng thiên sở chẳng muốn ta nói gì không phải những lời trong lòng đều đã nói hết sao mạnh thiên sở cười nàng giấu quá trong lời của nàng có lời khác đấy tả giai âm nói chàng cũng biết ta giấu lời trong lời Vậy coi như ta một lời hai ý là được, chẳng hiểu được là quan trọng nhất, không phải sao? Mạnh thiên sở nhẹ nhàng ôm lấy tả dạy âm vào lòng, khẽ nói. Dạy âm, ta luôn cho rằng nàng là người hiểu lòng ta nhất, nhưng hiện nay ngay cả ta cũng không biết mình đang nghĩ gì, nàng có thể giải thích không? Tả dạy âm ngừng bước, hai người tựa vào cột ở đầu cầu. Tả dạy âm mới nói, một người muốn yêu mà không yêu được, một đoạn tình cảm không đặt xuống được cũng không nâng lên được muốn cánh buồm trôi hết. Cuối cùng tìm được một cái gáo, lại không thể uống. Chàng bảo, chàng buồn, tiếp hiểu, chàng bảo đau, tiếp rõ, nhưng không thể phân ưu cho chàng được. Những lời tả sai âm như kim nhọn đâm từng mũi vào tim mạnh thiên sở. Trên đời còn ai hiểu mình hơn tả sai âm đây? Mạnh thiên sở nói, dạy âm, có phải ta là một kẻ trăng hoa hiếm có trên đời không? Tả dây âm thản nhiên cười, chỉ cần không phải là kẻ vô cảm hiếm có trên đời này là được. Mạnh thiên sở thở dài nói, nhưng ta không thể. Tả dèm nói, người mà Nguyễn Nhi bảo chàng yêu trong lòng là nàng ấy sao? Mạnh thiên sở đáp, ta không biết, lúc ta gặp được nàng, cho rằng nàng là người phụ nữ mà ta yêu nhất. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, mọi thứ từ thích, giận, buồn, vui. Dài âm, ta nói thế, nàng có cảm thấy ta giả dối không? Tạ dèm âm dựa vào vai Mạnh thiên sở nói, cả đời người phụ nữ chỉ chăm sóc người đàn ông mà mình yêu thương cả đời người đàn ông lại chỉ có thể hạ mình chăm sóc một người phụ nữ mạnh thiên sở nói dài âm nàng đang oán trách ta sao tạ dài âm nói ta sao có thể chứ ta chỉ mong lúc chàng tìm được niềm vui riêng cũng đồng thời thu hoạch được một phần hạnh phúc niềm vui của chàng là hạnh phúc của ta hiểu không mạnh thiên sở siết chặt tả dài âm trong lòng nhưng ta không biết có phải nàng ấy không tạ dài âm nhìn mạnh thiên sở dù là đúng điều này là sự khảo nghiệm với cả chàng và nàng ấy. Mạnh tiên sở gật đầu nói, ta hiểu rồi, nếu phải ta không thể yêu người phụ nữ này cũng không thể lấy. Tả sẽ âm nói, trường băn có thể thấy là đạo lý như thế này, nếu chàng không kìm lòng được, vậy chàng sẽ dồn nàng ấy vào chỗ chết, tình yêu của chàng sẽ hủy hoại nàng ấy. Mạnh tiên sở đau đớn gật đầu, tả xem lại khuyên, cho ta và công tôn tiên sinh một thời gian nếu nàng ấy thực sự có thể trở thành người phụ nữ của chàng sinh con đẻ cái cho chàng ở bên chàng đến già mạnh thiên sở nói giai âm đều bảo yêu một người là ích kỷ nhưng sự khoan dung của nàng khiến ta cảm thấy mình thật đê tiện Tả dơm vội che miệng mạnh thiên sở lại thiên sở chàng nói gì thế thiếp là cái bóng của chàng chỉ cần chàng còn đứng ở đó thiếp mới không ngã xuống từ trước tới nay thiếp chưa từng hỏi xem người chàng yêu nhất là ai bởi vì thiếp biết Chàng sẽ không nói đáp án, sợ thiếp đau lòng. Nhưng mọi người đều nghĩ, người chàng yêu nhất là Tiếp. Thực ra cũng khiến Tiếp rất mãn nguyện. Thật đấy. Mạnh tiên sở nói, dạy âm, ta thực sự rất yêu nàng mà. Tả dèm đáp, thiếp biết chứ. Mạnh tiên sở lại nói, thôi, không thèm nghĩ đến chuyện này nữa. Chuyện không thể làm thì ta sẽ không làm. Lời không nên nói thì cũng không nói lung tung. Tả dèm nói, bây giờ chàng cho nàng ấy thêm một chút hy vọng sẽ tăng thêm cho nàng một phần phiền não, có biết không? Cho chính mình thời gian, cũng cho nàng ấy thêm thời gian. Nếu như trời cao có rủ lòng thương, ta nghĩ sẽ không để các người bỏ lỡ đoạn nhân duyên vốn thuộc về các ngươi này. Nhưng bây giờ, chẳng phải tự kiềm chế, hiểu chứ? Mạnh thiên sở gật gật đầu đáp. Ừ, ta biết rồi. Tả dây nói, được rồi, ta định đi chuẩn bị đây. Mạnh thiên sở buông eo của tả dây âm ra. Tả dây âm rời đi hai bước, quay lại nói, chàng đưa cho nàng ấy cái gì vậy mạnh thiên sở hậm hực là một chuỗi vòng tay hồng đậu thôi tả dây âm cười nhạt một tiếng rồi nói ừ ta đi đây chàng mau đi đi bên ngoài rất lạnh đấy hình bóng của tả dây âm thướt tha mềm mại khuất dần tầm mắt của mạnh thiên sở không biết vì sao mạnh thiên sở cảm thấy tả dây âm có chút đau lòng tuy nàng không hiểu lộ ra nhưng mạnh thiên sở vẫn cảm giác được rất rõ ràng điều ấy